ai được cái bạn. Sáng làm 30 phút, chiều 30 phút, 8 rưỡi sáng. Sáng làm 30 tiếng, chiều làm 30 tiếng. 30 tiếng rồi không phải đây. Cụ nít luôn. Bạn có điện hả? Vậy chị Hoàng á, ở sao đó? Không, lên mạng á, lên mạng đang lên chị, lên Facebook á. Ôi trời trời ơi, chết. Đừng bao đưa lên nè, chết. Đưa lên nè. Mày phết hay chưa? Mà chi? Còn hơn là đi bộ, em đi bộ thôi. Đi bộ mấy bà này này, đi cà tơ mệt lắm. Mình đi bình thường chứ đừng nói đâu rồi, mình đi giống như mình đi bộ vậy. Bạn tí nữa bác.